Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5, 27, 28 gì đó con quên này. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu. Thì nói chung là thanh lý mấy cây linh sam siêu hoa này của chú anh chị. Thì như trên màn hình á, cô chú anh chị mình cũng có thể thấy cây siêu hoa này nó cao tầm khoảng chừng 50 đến 70 cm. Đó, 50 đến 70, có cây cao 80 luôn. Thân thì cỡ ngón tay út. Trở lên ha. Và hiện tại những cây này bên vườn con đang thanh lý với giá là 20.000 một chậu, và con ship từ 5 chậu trở lên. Cô chú anh chị mình mua 5 chậu con mới ship được ha. Tại vì hàng thanh lý giá quá rẻ luôn rồi nha cô chú anh chị. Cây nó cao, cây cao hơn ngón, bự hơn ngón tay út, và nó cao khoảng chừng 70 cm một cây vậy đó. Giá có 20 ha. Cô chú anh chị mình có mua thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ con trong thời gian qua. Rồi con xin tạm dừng video tại đây.